Richmond. Đến nay, bạn có 15 trang trại heo của các vườn hình thành Việt Nam và 1 trang trại heo tại Liên Bang. Ngoài ra, bạn cũng đang triển khai xây dựng 4 trang trại khác, dự kiến nâng lên tổng số 22 trang trại vào cuối năm nay. Bạn đã đặt mục tiêu đạt hơn 6 triệu đăng ký thực phẩm bán ra thị trường trước năm 2030. Mạo Phúc, bạn đã biết là sản phẩm cuối cùng trong chuỗi chăn nuôi khép kín với hệ thống nhà máy chế biến đạt tiêu chuẩn kiểm mát của Việt Nam. Sản phẩm bãi bít hiện đang được phân phối rộng khắp qua chuỗi hơn 50 cửa hàng thực phẩm sạch Singapore và 250 meat shop trải dài từ Bắc tới Nam. Tháng 6 năm 2022, thịt heo bãi bít đã chính thức được phân phối trên sàn thương mại điện tử Xanh Đỏ. Đặc biệt, năm 2021 là một dấu mốc cực kỳ quan trọng khi bãi Việt Nam đã chính thức niêm yết cổ phiếu. Thank you.
giống. Để đá luôn ra ngoài xong đi còn dê về nữa.
mà phạt nguy hiểm quá. Ăn vạ. Chuối. Trong chạy ở trong. Rồi. 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 R
rồi, hết rồi. Chưa đơn xin lỗi CID là biết lâu rồi. Biết từ sau mấy trận từ sau rồi. Sau giải đấu. Là tôi biết rồi. Mở đây anh Quý ơi. Ôi, bây giờ chuyển làm gì? Bây giờ cứ chuyển qua chuyển lại hết rồi. Bây giờ bù giờ của hiệp 1 là 1 phút. Kìa, xa quá. Đang mình đang dẫn bàn mà. Xong còn có 1 phút. Tỷ số là 1-0 của phía câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Thank you.
đổi người. Cầu thủ số 74 Trương Văn Thái Quý rời sân. Cầu thủ số 26 Nguyễn Tuấn Anh vào sân. Cầu thủ số 25 Lê Xuân Tú rời sân. Cầu thủ số 5 Đoàn Văn Hậu vào sân. Thank you.
bấm nhẹ thôi. Thank you.